VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Mình cũng mua nhiều máy, sử dụng cũng nhiều máy. Thì từ hồi gặp Phương của Visa đó, tư vấn đó, thì bây giờ hát thì hôm nay là mình thấy rất hài lòng đó. Rồi mua cái cục nó gọi là cục đẩy gì đó, rồi với cái men đó, rồi ra là với đầu Kara M10 thì hát nhạc xưa thì nó rất nhiều. Tại vì mình là, tức là cả tụi mình hay thích hát những nhạc xưa đó, cho nên là bây giờ là cũng tương đối là mình đã tạm an tâm hát về chất lượng của cái dàn máy đó. Mà mỗi khi mà có điều gì cân chỉnh mà không hài lòng thì mình gọi điện thoại, thì ở Visa cũng cho người xuống là cái công tác là chăm sóc khách hàng đó là good, tốt. Đó, cho nên là mình rất tin tưởng đó, nên mình luôn luôn nào cũng muốn sử dụng của Visa và giới thiệu bạn bè tới hát. Rồi là nếu bạn bè cần mình cũng giới thiệu. Rồi mình cũng có mua cho bên anh vợ mình ở bên Úc một bộ cũng của Visa tại cửa hàng Trần Quốc Khải.